vẫn mơ lên, với bách lên cùng thêm cao quý, tôi cao thêm ý chí càng cao, người nào cũng hồng hào đẹp lâu, trong gia đình giấy bao cháu con, ngoài xã hội tấm lòng soi sáng, cho quê hương láng tỏa nuôi theo, cùng xa đeo làm nghèo dân quý. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo xã nào cũng phong trào đổi mới, khi thêm lượng càng ngày càng phơi phới bình an, con cháu thật vô vàn yêu quý, càng người đảm nhã được quan tâm, luôn luôn có tấm lòng hiếu thảo, nghe theo đàm giấy báo chúng ta gia đình thêm vinh hoa phú quý, cuối cùng chúng ta chỉ